Tạm quên đi những hình ảnh đáng sợ tại bệnh viện nguy hiểm tại Guatemala thì chúng ta sẽ cùng đến với những sắc màu lung linh của lễ hội ánh sáng đang được diễn ra tại thành phố Lyon của Pháp. Sự kiện thường niên này là một trong những sự kiện văn hóa lớn nhất của Pháp và năm nay thì hàng ngàn ánh sáng đã đua nhau tỏa sắc lấp lánh, tôn vinh thành phố Lyon huyền thoại. Mặc dù lễ hội ánh sáng thường xuyên được tổ chức nhiều nơi trên thế giới, nhưng sự kiện này tại thành phố Lyon lại có ý nghĩa riêng của nó. Đó là sự kết hợp giữa nghệ thuật với công nghệ. Phần lớn những bức tường nổi tiếng cho thành phố như nhà thờ Đức Bà, tòa thị chính, bảo tàng mỹ thuật, tòa án đều được trưng dụng trở thành sân khấu của các chương trình phổ diễn ánh sáng. Có những địa điểm chỉ là màn chiếu sáng đơn thuần, nhưng có những điểm là một câu chuyện ánh sáng rất độc đáo. Lễ hội ánh sáng thường niên năm nay kéo dài từ ngày 5 đến 8 tháng 12 để tri ân thánh thần, để tưởng nhớ lịch sử và để thắp sáng ước mơ. Ban tổ chức dự kiến, sự kiện này sẽ thu hút hơn 4 triệu khách du lịch đổ về các đường phố chiêm ngưỡng cảnh tượng thần tiên. Tại lễ hội, các nghệ sĩ đã sử dụng những chiếc đèn LED tiết kiệm năng lượng cùng với giải pháp về pin mặt trời để vừa giảm thiểu chi phí cho năng lượng lại không gây ảnh hưởng đến môi trường.